12 giờ 15 phút. Gia đình tôi đã đánh mũi né rồi nha các bạn. Con trai tôi nó đang vô chép phòng có đẹp không mới vô. Nói chung là có đặt trước rồi. Tức là mình đặt phòng trước rồi các bạn, mình lên mình test lại coi phải y cái phòng mình đã đặt hay không. Rồi đồng ý rồi mình nhận phòng. Sao? Xăng rồi uống trà đá rồi mới. Nó lên đồ lên luôn hả? Thì giờ đem vô giỏng luôn rồi, nó dọn ra vô. Được nhiều không? Cái thùng đá đi không? Hay để lại đi chơi luôn? Để lại chờ đi chơi luôn hả? Có quen không à, ngồi cát tôi đánh đàn dữ vậy. Ngồi trước á chị. Không. Đánh đàn cho ông nội nghe coi. Nghe để cho khách chơi thì cháu nội tôi chơi một bản nhạc Pháp, anh cô tuyết. Đây là gia đình của tôi nha các bạn. Giới thiệu gia đình tôi coi. Đây là cháu nội tôi nè. Cháu nội gấu nè. Cháu đàn đi, cháu nội quay nè. Đây là cái rượu nha các bạn. Cái rượu tôi nó xấu quá, nó che mặt là. Rồi đi xuống nè.
Ừ. Trong người con, ba người chút anh. Đây là người yêu của tôi đang ngồi tham khảo về giá cả ăn uống. Bạn trong khi chờ đợi Tết Hồng thì cũng quay sơ cái ngoại cảnh của cái khách sạn các bạn. Resort này nó nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Phan Thiết. Đây ta có treo con chim cu. Bảo Quỳnh. Đây nó có cái tầng hầm. Còn mặt biển thì nó sau lưng nữa nha các bạn. Đây là giải phòng. Mặc quần vô cho nó rồi nóng cẳng rồi, nhảy khai tưng rồi. Nắng không? Cái việc chứ. Gì chưa? Tôi xách cho bớt gì chứ. Tôi dở tôi xách. Gấu à, con đuối chưa? Chắc chưa đâu. Ở lầu cao dữ vậy. Đó, đây đứng nhìn ra biển nè các bạn. Đây là mặt tiền của resort. Không biết phòng tôi đã có được nhìn ra biển không? Cho nó nhảy đi, cho nó nhảy. Mở lại nó hút, nóng quá hút. Đây là phòng 3 giường cho đại gia đình ở nha các bạn. Hỏi ý kiến người yêu tao thôi sao? Đây là có hồ bơi nè các bạn. Trước mặt chúng ta là biển, chịu khó đi bộ ra 50m. Này có hồ bơi cho em bé bơi nè. Ủa? Biển luôn mà, hướng biển là hướng mất hướng ở đây mà. Sao bị sọt là hướng biển là mất à.
gì hả? Năm. Cái khăn của người ta ông đó. Hảo ai dở là nó tự biến xuống đó. Cho con đi từ từ thôi.